bé vẫn phải nằm ở trong đó. Thì em về nhà em vẫn phải hút sữa để đem vô cho con mình mỗi ngày. Rồi thì bà động viên, rồi xong bà mỗi ngày bà đều sang, bà ở đó, bà nấu đồ ăn cho em. Bà thầm lặng lắm. Tự nhiên cái mình thấy được cái hình ảnh đó thì em thấy là đôi khi mình thương người ta mà mình không nói ra, hay là mình khó chịu mình không nói ra là thiệt thòi cho cả hai. Mình không mở lòng mọi người sẽ không hiểu. Sanh ra thì con lại sanh non để nuôi khó. Xin chào. Chào cô, chào em. Dạ, chào cô, chào chị. Bây giờ cô có thể giới thiệu về mình cho khán giả cùng biết ạ. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ, chào cô. Tôi tên là Kiều Oanh. Dạ. Hiện đang sống ở California, Mỹ. Dạ. Đợt này về đây cũng hơi lâu tại vì mẹ của mình bị ngã, gãy chân cho nên về chăm sóc bà. Thì là nhân dịp đó con dâu mình cũng về, thành ra là được con dâu rủ đến cái chương trình này. Cô là mấy cô dâu rồi? Nhà chỉ có một cậu con trai, thành ra có một nàng dâu. Một cô dâu duy nhất hả? Hay, chắc là cưng lắm đây. Wow, dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào bé Lê Lộc và xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mình là Ngọc Khánh, hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại Houston ở Mỹ. Dạ. Thiệt ra là bởi vì em coi chương trình này rất là lâu rồi và rất là mong muốn được chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình lên với chương trình. Thì rất là may là đợt này bà về trước, xong em có công việc về Việt Nam, cho nên là thuyết phục mãi bà mới chịu đi lên chương trình mình đó. Xong bà phải coi chương trình của mình coi thử là chương trình có được không, bà cũng không biết sẽ nói cái gì. Rồi cô có xem chương trình chưa? Cô xem nhiều lắm rồi. Con dâu mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi cô? Làm dâu chắc là tính từ lúc quyết định là đến với con trai mình đến giờ chắc là được 5 năm. 5 năm rồi. Cô còn nhớ ngày đầu tiên cô gặp con dâu tương lai đó, thì cô đánh giá thế nào về con dâu này? Thật ra mà nói thì mình gặp Ngọc Khánh cũng lâu lắm rồi, phải trên 10 năm á. Tại vì lúc đó là thì mình có tham gia cái hội nghệ sĩ ở bên Mỹ. Thì Khánh cũng trong cái hội đó và còn vào hội đó trước cả mình nữa. Mình vô cái hội đó rồi sinh hoạt, rồi nhiều khi đi dã ngoại hay là đi chơi. Thì có một lần là đi lên Las Vegas, trong cái đoàn đi đó thì Khánh giống như là làm cũng như là MC ở trên xe. Trên cái xe bus lớn thì có Khánh cũng hướng dẫn mọi người chỗ này chỗ kia, giúp đỡ mọi người bê vác hành lý hay là đưa bánh mì rồi nước uống cho mọi người. Thì mình thích lắm, mình bảo ủa cái cô gái này sao dễ thương thế, xinh xinh mà lại nhiệt tình vui vẻ như thế này, giá mà con mình lấy được người như này thì tốt quá. nhưng mà đấy là câu chuyện 10 năm trước rồi. Nhưng mà sao mãi tới 5 năm sau thì mới làm dâu hả cô hả? Vâng, thì ý tức là mình là một người mẹ thì mình cứ thấy cô nào mà được cái mình nuôi hy vọng hả cô hả? Rồi sao cái cơ duyên nào mà để chị trở thành bạn gái và là con dâu của mẹ? Thiệt ra là bởi vì là trong hội nghệ sĩ thì bởi vì Khánh sinh sống ở bên đó, chị ở bên đó thì chị không có gia đình, chị ở có một mình thôi. Cho nên đâm ra là khi mà thấy mẹ của các người nghệ sĩ ở bên đó thì chị rất là thích làm thân, chị rất là thích được chăm sóc. Chị không hề biết bà có một con trai luôn và ở tiểu bang khác. Thì cái đợt lễ đó thì anh đi về và mọi người làm mai, và thời điểm đó là không hề thích nhau. Tới ngày hôm sau chị gọi điện, chị nói là đừng để cho người lớn giống như là thích quá rồi xong rồi làm giống như là giữa hai đứa mình mà có vấn đề thì mất đi cái tình cảm mà mình đã build với gia đình, build với những người thân ở trong đó. Thì anh cứ ok vậy thì mình làm bạn, thế là làm bạn với nhau. Xong tới một cái đợt đó thì tự nhiên chồng em mới nói rằng là cho chồng em một tháng để theo đuổi em. Nếu như mà trong một tháng mà chồng em không theo đuổi được thì mình quay trở về làm bạn. Còn nếu mà theo đuổi được thì mình sẽ thành người yêu. Bởi vì làm bạn với nhau rất là nhiều, xong rồi thấy ảnh biết quan tâm cho gia đình, rồi lại thấy là ảnh rất biết chăm sóc con cái. Với em thì kiếm một người chồng thì họ phải là một người cha tốt. Thì em thấy được cái hình ảnh đó của chồng mình. Rồi bao lâu cưới? Dạ, là nửa năm. Hả? Là có nghĩa làm bạn với nhau 2 năm. Hiểu quá rồi. Rồi xong ổng theo đuổi 1 tháng, làm bạn gái nửa năm là đám hỏi thôi chứ chưa đám cưới. Dạ. Giờ cũng chưa cưới luôn. Chưa cưới luôn hả? Dạ tại vì dịch. Rồi mới về làm đám hỏi thôi, xong định là về Mỹ làm đám cưới thì dịch. Là vẫn là con dâu nhưng mà chưa có đám cưới. Nhưng mà vậy là anh chị mình có cháu nào chưa? Dạ có 2 bé gái sinh đôi 3 tuổi rưỡi. Wow. Hả? Dạ. Rồi cái chuyện mà chưa đám cưới làm dâu nó hay sao?
Thì em nhớ đợt đó là em bị một cái khối u ở trong người phải đi mổ. Thì tại vì vốn dĩ em ở một mình rất là lâu rồi, cho nên em nói là ok, em mổ, em fine, em không sao, anh không cần phải qua. Thì ổng rất là lo, ổng nói là thôi em về với nhà bà để em ở đi. Nhưng mà thiệt ra là quá lâu rồi em không có ở chung với một gia đình nào, nên em cũng ngại. Em mổ xong em không, em tự động sau khi hết ra khỏi bệnh viện em về nhà. Bà cũng thương lắm, bà, trời ơi con phải qua ở chứ con mổ vậy, con đi không được rồi này kia, con phải qua. Em cũng vừa ngại mà cũng bây giờ hồi xưa mà lúc mà mình còn kiểu con gái thôi á. Thì không sao, còn giờ kiểu là sắp vô làm dâu rồi cái mắc cỡ. Thôi con không. Sao mẹ chồng khó này kia đâu. Thương lắm, mỗi từ nhà em đi qua nhà bà là phải nửa tiếng tới 45 phút. Cứ mỗi một ngày đem cơm qua nhà. Mà ví dụ như gọi cho em được á thì đem vô trong nhà. Còn mà vô là vô xong là hâm ra, là thật ra bỏ vô trong chén trong tô rồi xong đó thành mâm cơm luôn. Còn mà gọi em không được là biết, nhiều lúc em uống thuốc giảm đau á, em ngủ á là treo ở trước cửa xong rồi ghi lại. Một ngày ba bữa là sáng ăn cái khác, trưa ăn cái khác, chiều ăn cái khác nha. Là một ngày đi ba lần hả cô? Rồi. Xong cái tự nhiên thấy ngại quá, cái kêu chết rồi, mình thấy mình kỳ quá thì ông xã kêu chứ em phải về bên kia đi, tại vì thấy mổ mà cũng yếu mà đi không nổi. Thì cuối cùng là qua nhà bà ở chứ bộ, là có nghĩa chưa về làm dâu rồi đã dọn qua bên đó ở để bà chăm bệnh luôn. Dâu kỳ quá. Nhưng mà cũng không chịu ở lâu đâu. Khỏe cái đi mất tiêu. Là ở được mấy ngày cô? Ở hình như được 5 ngày rồi. Trời ơi. Bà kêu thôi ở đây luôn đi. Con ở có một mình à. Xong. Xong là xếp cung gói đi về nhà. Rồi như vậy là mình chính xác là làm dâu có 2 cháu rồi đó. Chứ lo cho mẹ chồng được cái gì chưa? Lo được gì chưa ta? Không có lo được gì chưa mẹ nhỉ? Lo được gì chứ chắc phải hỏi bà chứ nhỉ? Hỏi kiểu này chắc chưa quá. Tại vì mắc bận hai đứa con quá trời luôn. Rồi còn lại bận làm ăn nữa. Nhưng mà được cái là các ngày sinh nhật này kia là đều nhớ gửi bông tặng mẹ. Thế là vui rồi, mẹ đâu có cần gì đâu. Đúng không? Mẹ cũng ở mình. Ở với bố. Ở nhà thì chỉ có hai vợ chồng ở một nhà. Dạ. Thành ra mình cũng rất thích các con, các cháu về được ở chung hả? Ấy. Đúng rồi đấy. Khác với Việt Nam, những bà mẹ chồng ở Việt Nam luôn luôn có dâu rồi muốn con dâu về nhà. Thứ nhất là chơi với cháu cho nó vui nè. Thứ hai là có con dâu phụ mình, không có chia sẻ công việc gia đình thì cũng chia sẻ về mặt tinh thần. Còn ngược lại bên đó thì cô không có nghĩ như vậy. Không. Đa số là những cái người mà sang Mỹ rồi mà nếu như là mình không bị lệ thuộc vào con cái, mình biết tổ chức cái cuộc sống của mình để cho mình tự tìm cái niềm vui á, thì mình cũng tập lái xe, xong mình cũng đi chơi chỗ này chỗ kia. Không, người là mình ở nhà thì mình cày phim hoặc là nhiều khi cũng chăm vườn, trồng hoa, đó, trồng cây, trồng hoa, trồng rau. Yeah. Xong rồi nấu đồ ăn cuối tuần cho người này người kia. Chị với mẹ có điểm gì nó hợp nhau không? Nếu mà nói điểm hợp nhau chắc là thích nấu ăn nè. Yeah. Thích những cái gì mà nó không khí gia đình. Chị thích đồ ăn của mẹ nấu lắm. Rồi lại thích cái cách mà bà chăm sóc nó rất là nhẹ nhàng. Tại vì ở Mỹ thì thường có cái cảm giác là khi mà mình không được ở gần hay là mình không có sự quan tâm thì mình sẽ cảm thấy mình rất là buồn. Tại vì dịp lễ hay là bất kỳ dịp cuối tuần là coi như là nhà ai về nhà nấy. Không sẽ có được những cái nơi vui chơi như ở đây hay là tập trung đâu. Mà người nào về nhà nấy mà gặp thêm chị lại còn ở một mình nữa. Nên là không có nơi để về thì giống như là cái dịp lễ là cái dịp mà để chị có thể về với gia đình rồi đó. Với lại làm con dâu bên Mỹ nó dễ hơn dâu Việt Nam đúng không? Dạ không nha. Không, em cứ tưởng rằng là trời ơi, mình biết cái gia đình này nhiều năm như vậy rồi mình làm bạn với chồng mình trước rồi mình về mình làm vợ thì chắc là nó sẽ rất là ổn. Nhưng mà thiệt ra nó bất ổn hơn là em tưởng rất nhiều. Ủa sao kỳ vậy chị? Dạ vì bà quá là thương cho nên bà lo. Thì thời điểm đó em lại suy nghĩ nó lại là trước giờ mình làm một cái người con ở trong gia đình thôi á thì là cái cách quan tâm khác, còn bây giờ mình làm con dâu thì em bị ngợp với cái sự mà giống như là được quá nhiều quan tâm hay là mỗi lần mà có chuyện gì đều chia sẻ với gia đình. Em không có thói quen là được chia sẻ như khi em quyết định một điều gì đó thì em chỉ cần nói với chồng em thôi, hai tụi em bàn với nhau thôi. Em không có muốn là mình phải bàn quá nhiều người. Cho nên ra lúc đó em thấy chết rồi. Sau đó mình thấy bà rất là thương mình. Bà sẽ hiểu là con bé này nó tự lập. Nhưng mà bà lại không hiểu. Lúc đó có thời gian em chết rồi. Bà không thương mình rồi chứ bộ. Bà trách chị hả? Không, bà không có trách. Mà bởi vì là mà lúc đó chị có thai xong, chị làm IVF ở Việt Nam thì chồng chị vẫn ở Việt Nam. Chị qua nói chị đi làm. Mà lúc đó chị ngán rất là nhiều. Thì bà kêu chứ con phải về đây cho bà lo. Con đừng có đi làm nữa. Nhưng mà với em thì lúc em chắc là có thể là bởi vì hóc môn nó cũng hơi bất bình thường. Thế em mới chết. Ủa bà biết là mình yêu nghề mà sao bà lại nói mình nghỉ làm đi, cuối tuần là đi diễn, đi hát.
cho nên là bà thấy em bay thì bà lại lo, nhưng mà với em thì em thấy là cái đó rất là bình thường. Lúc thời điểm đó thì bà lại thấy tổn thương, nhưng mà sao tự nhiên đang quan tâm cái con bé này mà trong hội nghệ sĩ thì mọi người là ủa sao em không đi về ở với bà, rồi nhiều người lại bà ơi sao bà không khánh con dâu bà, nó ngán nó ốm quá vậy, bà không nấu ăn cho nó đi đó. Thế là sau rồi hai mẹ con cũng cảm thấy stress. Tôi không hiểu, thế hồi trước đang rất là ổn, tự nhiên sau cái lúc mà nó có bầu thì nó bất ổn như vậy. Thật ra mà mình biết là Khánh có bầu hai đứa con một lúc á, thực sự là rất là mệt. Người thì nhỏ xíu gầy còm mà. Ủa đâu có nhỏ đâu. Bây giờ là còn ổn hơn, bây giờ là 5 kg luôn mập lên á. Dạ. Bây giờ là mập lên á, lúc nó nhỏ xíu gầy còm mà lại lần đầu tiên mang thai lại mang thai đôi nữa. Dạ. Thành ra mệt mỏi, mà người ta nói là nếu mà làm cái gì đấy, IVF à? Dạ, hay cái IVF. Gì? IVF thì là người ta phải có cái hormone gì đó trước, thành ra là người nó cũng hơi thay đổi lắm. Mình cũng rất là buồn á, tại vì mình cố muốn chăm sóc để mà gần gũi, thương lo chứ thật sự là mình thương, bởi vì Khánh còn mình à. Thế nhưng mà Khánh lại không muốn mở lòng để đón nhận cái đó. Rồi có khi là tắt điện thoại gọi không nghe, rồi nói chẳng biết làm như thế nào mà liên lạc được cả. Thành ra là mình cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau đó thì mình suy nghĩ là nhiều người nói với mình là cái hormone nó thay đổi nhiều lắm. Thông tin... Dạ, thông tin ông nghiệm hả? Dạ. Nên là mình cũng cố gắng mình nhịn thôi, rồi nghĩ là thôi cái người có bầu là tất cả mọi người đều phải tội nghiệp mẹ chồng quá nha, cũng quan tâm mà không được ha. Vậy lúc mà Khánh sinh trong bệnh viện đó thì mẹ chồng có vào chăm sóc? Dạ, thì cái thời điểm đó xong cái bà buồn, cái xong em lại nói trời ơi em đang ổn mà mọi người quan tâm em quá, em vẫn đang đi làm, em muốn có một cuộc sống là người ta coi em như người bình thường thôi, đừng có làm cái gì đó mà giống như ở đặc biệt hơn. Cái tự nhiên em cảm thấy mình bị ngại á, mình không thoải mái, cho nên là bà càng quan tâm thì em lại, tại vì nếu mà cái lúc đó em cảm thấy em khó chịu mà em nói lại thì vì mẹ ruột của em dạy á là dù có như thế nào, dù là đúng hay sai, mình là vai con thì mình tuyệt nhiên không được nói cái điều gì khi mình đang khó chịu, khi mình đang nóng giận. Tại khi mình nói những cái điều đó đôi khi trong suy nghĩ của mình không có ý hỗn, nhưng mà mình sẽ làm cho cái người lớn hơn họ tổn thương. Thật ra em không cần nói thì mẹ cũng tổn thương rồi. Thì đó em cũng hiểu, nhưng mà chỉ cần thái độ thôi. Nhưng mà em chỉ im lặng thôi chứ em tránh luôn. Lúc đó buồn rồi có tâm sự với ai không cô? Cũng ít tâm sự lắm, tại vì thế này nè, mình cũng rất là ngại, mình thấy rất là nhiều trường hợp rồi. Cái mình buồn cái mình đi tâm sự người này người kia, xong rồi người này người kia kể lại. Thế thành câu chuyện nó đang nhỏ, nó tự nhiên nó thành lớn. Rồi sau đó em sinh con. Dạ, sau đó thì mẹ chồng em đi về Việt Nam, chồng em sang. Và tình hình sức khỏe em cũng không ổn. Em mới tháng thứ 7 thôi là em đã phải sinh non rồi, em bể nước ối sớm. Sinh non vậy là chắc phải nằm trong lồng kính đúng không đúng chị? Đúng rồi, nằm trong lồng kính một tháng lận. Hai em nằm trong lồng kính một tháng mà nhìn thấy thương lắm. Khi mà mình đã làm mẹ rồi, em mới hiểu là à cái thời điểm đó bà quan tâm chẳng qua là mình không quen thôi, chứ không phải là do là mình cảm thấy là bà làm cho mình khó chịu. Thì em hiểu, cho nên là đâm ra là tới nhân đây con xin lỗi mẹ cái lúc đó. Con im lặng. Ai cũng nói sao nó không có mẹ lo cho, không muốn. Khi mà em nằm bệnh viện sinh con đó, rồi mẹ chồng vào chăm lo cái gì làm em nhớ ra nhất? Là cái lúc ở trong bệnh viện thì em chưa cảm nhận nhiều. Tới cái khi mà em đi về nhà, một đứa thì được là 15 ngày được về, còn một bé vẫn phải nằm ở trong đó. Thì em về nhà em vẫn phải hút sữa để đem vô cho con mình mỗi ngày. Rồi thì bà động viên, rồi xong bà mỗi ngày bà đều sang, bà ở đó, bà nấu đồ ăn cho em, bà thầm lặng lắm. Tự nhiên cái mình thấy được cái hình ảnh đó thì em thấy là đôi khi mình thương người ta mà mình không nói ra, hay là mình khó chịu mình không nói ra là thiệt thòi cho cả hai. Mình không mở lòng mọi người sẽ không hiểu. Sanh ra thì con lại sanh non, rồi nuôi khó khăn vô cùng luôn. Hai đứa trẻ ăn là nó ọc, ăn là nó ọc. Khi mà một đứa trước là ăn xong thì bà phải bế để cho nó khỏi ọc sữa. Xong rồi Khánh là cho đứa thứ hai bú. Xong rồi đến đứa thứ nhất đặt được xuống thì là lại đến đứa thứ hai là bế. Cứ như vậy hai mẹ con nhiều khi đến 4 giờ chiều còn chưa được ăn chiều luôn. Trời ơi. Mà Khánh thì lại bị giống như tắc sữa nữa. Cái người tắc sữa thì nó đau đớn mà nó bức xúc như thế nào rồi. Nên mình rất là thông cảm, mình thương. Sốc lắm mà. Thật sự là thương. Mấy lại thằng con trai mình cái tính nó cũng hơi gọi là nghiêm túc, đúng giờ đúng quy lát lắm. Thành ra là nó nhiều khi có thể là cũng không thông cảm được hết với vợ, mà cũng không thông cảm được hết với mẹ nữa.
cứ phải là một là một, hai là hai. Bác sĩ nói thế này là phải nghe bác sĩ. Hai mẹ con bây giờ chuyển qua stress với chồng nữa. Trời ra ơi. Nhiều khi mà Khánh cũng phải gây lộn với chồng, la sùm lên. Anh ấy bắt nạt con thì anh này anh kia. Thế là mình cô là mình khó xử hả cô? Không, lúc vào bất cứ người mẹ khác cũng hiểu, lúc đó bắt buộc phải bênh con dâu, không bao giờ bênh con trai cả. Lúc đó là cô cứ lặng lẽ cứ tiếp xúc cô này, không có trò chuyện gì nhiều đúng không? Sợ gây thêm áp lực đó cô hả? Đúng rồi, thí dụ như là mình nói chuyện với con trai mình chẳng hạn, có cái gì mình không vừa lòng mình nói chuyện với con trai thì con trai lại đi nói với con dâu, cái là tự nhiên là câu chuyện nó lớn lên rồi thành ra là thôi tốt nhất là mình im lặng, bởi vì mình nghĩ rằng là tất cả mọi cái giờ thời gian nó sẽ giống như sẽ giải quyết hết. Có trước sau cũng sẽ hiểu. Bức xúc qua cô định nói với ông xã hay là định nói thẳng với cô dâu luôn không? Cũng có lúc ấy chứ, cũng có lúc. Mình cũng nhớ một cái chuyện, không biết Khánh còn nhớ không. Hôm đó là ngày đầy tháng của hai đứa trẻ con. Thì mình cũng nói rằng là cô chị thì bây giờ là ổn rồi, xinh rồi đấy. Tại vì lúc đó là cô chị không bị nằm lồng kính, rồi không bị này kia. Thì là về là xinh giống mẹ, xinh cha trắng mà hồng hào, béo, là được về rồi. Má phúng phính. Còn cô em gái thì chưa biết như thế nào. Mình lại nói một câu như thế. Thì thật ra mình nói cũng hơi gọi là động chạm, Khánh cũng hơi bị suy nghĩ ở cái chỗ đó. Tức là Khánh cũng lo là một cô thì như thế vậy, còn cô thì nhăn nheo như thế kia thì không biết như thế nào. Thành ra là mình nói thế, thật ra là Khánh lại nghĩ là mình chê cái đứa con thứ hai không được xinh đẹp. Thế là Khánh mới, mẹ đừng có nói như thế, mẹ nói như thế rồi hai chị em nó sau này nó không yêu thương nhau rồi nó ghét nhau thì làm sao. Thành ra lúc đấy tự nhiên mình cũng hơi tủi thân, tại vì thật ra lòng bà không bao giờ nghĩ thế, bà yêu tất cả mọi cháu giống nhau mà. Về lúc đó cô có nói thẳng với Khánh không? Không, mình không nói. Xong rồi có nói với con trai một tí, mình bảo là mẹ buồn quá mẹ nói như thế mà Khánh lại nói mẹ như vậy. Nhưng mà rồi xong rồi câu chuyện cũng qua, tại vì mình thật sự mình cũng hơi tâm hướng Phật. Mình không phải theo đạo Phật nhưng mà mình rất là muốn là cái tâm gọi là bỏ qua hết mọi chuyện. Tất cả những chuyện gì vui nhớ, còn những chuyện gì không hay buồn tất cả bỏ qua hết. Quan trọng là chồng có nói lời với Khánh không? Dạ có, sao anh nói lại với em chứ, tại sao em lại nói như vậy? Cái em mới nói chứ trời ơi, mà em là một người mẹ, em thấy con mình vậy em còn stress nhiều hơn. Mà xong rồi bà nói vậy tự nhiên em buồn chứ. Thật sự là cái chuyện em buồn nó không phải là vấn đề, mà em rất là sợ hai đứa là con gái sinh đôi. Và một đứa thì nó sinh, còn một đứa nó không được sinh thì nó rất là thiệt thòi. Cho nên là em không có muốn bất kỳ một người nào nói về cái sự vấn phân đề biệt. Dạ đúng rồi, em biết là lúc đó em nói bà như vậy là em không đúng, em sai. Nhưng mà em nói là thôi anh nói lại với bà đi, là em không có ý đó. Nhưng mà em không có muốn bất kỳ một người nào mà đem hai đứa con em ra so sánh hết trơn. Lúc đó tại sao em không nói thẳng với bà? Tại vì chồng em nói lại với em chứ không phải là em được nghe từ bà. Dạ cảm ơn anh. Cho nên là em không có muốn nói lại. Mà lúc đó nó vừa mới về á, nó khó nuôi lắm. Cho nên là em không có muốn là mình đang stress chuyện này. Đôi khi mình đang lo quá đó, đôi khi cái câu nói của mình nó sẽ làm cho cái người đối phương họ hiểu lầm. Thật ra ở đây mỗi người đều ngại nói với nhau hết. Nếu chúng ta không ngại nói với nhau á thì chúng ta chia sẻ thẳng luôn. Dạ. Thì cái câu chuyện nó không có để bụng và cũng không có mọi người bị tổn thương chút xíu về điều đó. Nhưng mà chị ơi, chị có biết là bà giống như là có cái thói quen là mỗi khi buồn sẽ chia sẻ hay là viết nhật ký hay là viết thư gì đó không? Bà là hay đọc sách nè, rồi bà buồn là bà hay nấu ăn nè, rồi bà hay trồng hoa nè. Tại vì biết lâu quá rồi cho nên là biết bà cũng nhiều. Nhưng mà còn về nói là bà viết nhiều hơn hay là biết những cái điều nỗi buồn á thì chắc là từ xưa tới giờ ở với bà chưa bao giờ nghe bà tâm sự chuyện buồn hết á. Bà toàn tâm sự chuyện vui hay là tâm sự những cái điều mà hay. Vậy là tính ra từ nào giờ là chị chưa nhận được một lá thư nào từ mẹ chồng luôn hả? Dạ chưa. Chắc là những tin nhắn con ơi treo đồ ăn trước cửa. Con hôm nay con về chưa, con muốn ăn món gì? Là hai mẹ con nói chuyện ăn không à. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ gửi cho chị một lá thư từ mẹ chị. Hay quá. Mẹ ít có nói thẳng giờ viết thư ha. Lâu lắm rồi mới được nhận thư á. Dạ. Con xin phép cô, em xin phép chị em đọc cho khán giả được nghe luôn ha. Dạ. Dạ. Khánh con, cứ nghĩ đến ngày mai hai mẹ con mình cùng tham gia trong show Mẹ Chồng Nàng Dâu mà mẹ hồi hộp quá.
không biết con thì sao. Theo mẹ hiểu thì đây là một chương trình truyền hình mở, không có kịch bản. Người dẫn chương trình sẽ gợi mở rồi cứ để hai mẹ con mình tự trôi theo dòng cảm xúc. Không biết dòng cảm xúc ấy sẽ dẫn mẹ con mình trôi về những ngày nào, tháng nào và sẽ làm sống lại những kỷ niệm nào nữa đây. Liệu mẹ có phải nhớ về một vài kỷ niệm không vui nào đó của mẹ với con rồi buộc miệng kể nó ra hay không? Liệu nó có làm cho con suy nghĩ rằng mẹ quá hẹp hòi? Cứ nhớ mãi không quên những kỷ niệm không hay ấy không hả con? Rồi tình cảm mẹ con mình lại sứt mẻ hay không? Con ơi, mẹ con mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong tình cảm mới đến được với nhau như ngày hôm nay. Mẹ rất trân trọng tình cảm ấy và luôn nâng niu, gìn giữ nó vì các con, các cháu và cũng vì sự vui vẻ, bình an trong tuổi xế chiều của mẹ. Mẹ mong chương trình ngày mai sẽ thật suôn sẻ và không để lại một hạt sạn nào trong lòng mẹ cũng như lòng con. Con ơi, giả sử mẹ có nói gì làm con không vui, xin con đừng buồn. Đến với chương trình này, mẹ muốn sống thật, nói thật, biết đâu có thể góp chút kinh nghiệm nho nhỏ cho những bà mẹ chồng hay những nàng dâu thời hiện đại đang chật vật trên con đường đi đến trái tim của nhau. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương và đứng bên cạnh con, che chắn cho con bằng hết sức của mẹ. Vì mẹ biết rằng một điều rằng con dâu của mẹ có khỏe, có vui thì con trai và các cháu của mẹ sẽ được vui và hạnh phúc. Mẹ cảm ơn con và yêu thương con thật nhiều. Cảm ơn mẹ. Cô viết lá thư đó đêm qua lúc mấy giờ cô? Khuya không? Cũng khuya, chừng 11 giờ hơn gì đó, gần 12 giờ. Một lá thư đầy cảm xúc luôn. Tại vì đợi em tới 11 giờ mới về. Em là cái người rất là ngại chia sẻ cái cảm giác là mình thương hay mình quý. Chắc có lẽ là bởi vì mình sống một mình quá lâu và em cũng ngại nói ra những cái điều cảm giác của mình lắm. Em có buồn thì em im lặng, còn em vui thì em chỉ thể hiện rằng là mình quan tâm người đó thôi, chứ em không có nói ra những cái điều mà mình nên nói. Em nghĩ rằng là mình nên nói cho bà biết là khi mà con đã bước qua được chính cái cảm giác của con rồi đó, thì con không có nhớ những cái điều mà trước giờ mà con với bà có gọi là hiểu lầm nhau đâu. Con nghĩ thiệt ra là con với bà không có gì gọi là buồn, mà chẳng qua là mình chưa thực sự hiểu nhau. Mình tưởng là mình hiểu nhau cho nên đâm ra là mình expect nó nhiều quá, chứ không phải là mình làm cho nhau tổn thương. Thật ra nãy em nói rất đúng á. Tức là trong đầu luôn luôn nghĩ em chưa phải là con dâu của mẹ. Em vẫn như ngày xưa, như một người bạn ở trong nhóm. Đi chơi là mình có quyền giận, có quyền trách, có quyền đủ thứ hết. Nhưng mình quên rằng mình đã là con dâu của mẹ. Dạ, không biết thì chị Khánh thì có muốn nói gì với mẹ chồng không? Nếu mà nói là có muốn nói gì thì tất nhiên là việc đầu tiên là con phải xin lỗi. Bởi vì con biết là con làm bà buồn nhiều, nhiều lắm. Ngoài xin lỗi ra thì con rất là cảm ơn, con rất là biết ơn những gì mà bà cùng con trải qua. Con biết là con là một người con dâu có thể nói là rất là cứng đầu, rất cứng đầu luôn, và lại không muốn chia sẻ. Khi có chuyện gì là tự giải quyết, cho nên đôi khi vì cái tự giải quyết mình cứ nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết, nhưng mà lúc đó mình làm việc thì mình một mình không nói, nhưng mà mình sống trong một gia đình, mình không thể nào mình tự giải quyết một cái vấn đề của gia đình được. Đó là cái kinh nghiệm mà nếu như những người con gái nào hiện đang coi trên show mà thấy là cũng cá tính giống như em á, thì cũng nên nghĩ rằng là khi mình đã chọn gia đình là cái nơi mình đi về, thì khi mình giải quyết mình nên nghĩ là gia đình, chứ mình không nghĩ bản thân mình được, mình không nghĩ cảm xúc của mình được, mà mình phải nghĩ tới nhiều cảm xúc mọi người hơn. Đôi khi cái lúc đó mình cần im lặng hay là mình cần được có không gian cho bản thân, mình nên nói, chứ mình không nên im lặng. Tại vì khi mình im lặng mọi người sẽ tự suy nghĩ và đôi khi làm mất đi cái tình cảm mình đã xây dựng. Chính xác là như vậy. Chia sẻ chúng ta mới thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô và chị ạ. Bây giờ sẽ là món quà con dâu gửi tặng mẹ
hai chồng. À, thế à, trời ơi. Anh có biết là em phải giấu bó hoa sau xe nãy giờ. Em nghĩ là bà sẽ thích cái màu này lắm. Đó, vừa đúng như cái màu áo luôn. Mẹ chồng em thích hoa lắm. Khánh tặng mình cái gì lúc chỉ có hoa thôi. Tại vì mình chỉ thích mỗi hoa. Cảm ơn nhiều nha con. Dạ không có gì, con mong là bà thích bó hoa này. Và nó cũng sẽ đẹp giống như là tình cảm của mẹ với con sắp tới. Yeah, cảm ơn cô và chị ạ. Cảm ơn câu chuyện rất là dễ thương. À, đặc biệt là những tình cảm của cô dành con cho con dâu và ngược lại. Và hy vọng rằng những ai đang xem chương trình, chúng ta sẽ có một bài học sâu sắc hơn về mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu. Là ba thì ba khoái người nam nấu cái món cá lóc chân tương hoặc là cá lóc hấp. Hay nó bảo thôi để mai con đi chợ con nấu cho. Thế là cá lóc nó không mua, nó mua cá diêu hồng. Nó về nó làm chân tương, lúc mà mang lên nhìn không phải sợ là nhau ăn được. Thế là cứ ấn tượng mãi cái bữa đó. Mà bữa nay chồng nó kể lại thì tôi không muốn kể. Nhưng mà có dạy cho nó mà làm món gì không? Có chứ. Dạy món gì? Thì có nhiều món, chẳng hạn như là đơn giản thôi. Thì dạy nó bảo ba nấu ăn ngon. Tức là mình nấu cái gì nó ăn, nó khen ngon đấy. Ngon thiệt không, là không dám chê. Ví dụ như món mà chồng em mới vừa nói đó. Món đó là kỵ. Nhưng mà chú ơi, dạ sợ lắm. Nhưng mà ba cứ liên lén, con dâu không có nhà thì ba mới dám ăn. Không, tôi thì chẳng hạn như ở chỗ tôi ở thì thịt chó thì nó cứ bán nấu chín á. Nhiều khi mình hồi xưa thì mình ăn nó thoải mái, nhưng mà mình biết là con dâu nó sợ, đâm ra là mình không muốn sợ cho nó có cảm giác là sợ, đâm ra là mình tránh đi thôi chứ không phải mình sợ đó. Tức là thí dụ căn hôm nào mà nó bỏ ba cho con xin phép con về nhà ba mẹ con ăn cơm thì hôm đó mình mua mình ăn. Thì khỏi mất lòng, coi như mình sống với hòa với quý, chứ bây giờ mình cứ càng gây ra nhiều cái khó khăn áp lực thì sống nó cảm thấy nó không vui. Thấy chưa, thấy bà thường dầu vậy là chứ gặp người khác chạy với tan chứ không có cho mày. Đúng rồi, đúng không? Nhưng mà ba có khó tính gì lắm không? Ba đặc biệt là bình thường rất là khó, nhưng mà chỉ khó với người ngoài thôi, đối với con thì con cái là tất cả, không có điều kiện nào. Hay hả? Có phải đây là một câu chuyện rất là hay, nếu mà con dâu nào mà về làm dâu mà gặp ba chồng vậy thì rất là tuyệt vời ha. Dạ. Còn mẹ con có giống như ba không? Má chồng, mẹ chồng á. Dạ. Má chồng thì cũng rất là thương con, nhưng mà má thì kiểu như là không có hợp lắm với hơn bà ba. À, không hợp lắm đúng không? Rồi có bao giờ ba bên con không? Có chứ. Được mặt má không? Dạ có. Giống như sao? Má nói là cái này cũng vui thôi, má nói là con phải làm này làm kia, giống như dọn sạch sẽ phòng đi hay gì. Ba bảo đùa thôi, nhưng mà ba nói là dọn làm gì, để có việc cho mình làm nữa chứ. Trời, Binh quá thì Binh luôn à. Chú ơi, cho con hỏi chút xíu nha. Chị có hay làm cho chú những cái bất ngờ gì mà làm chú nhớ, chú ấn tượng không? Năm tháng 2 năm vừa rồi, mới được có mấy tháng á, thì hôm đó là sinh nhật của chú, thì hai vợ chồng nó cũng tạo bất ngờ, tức là chú vô phòng chú nằm nghỉ thì nó gọi ba ra con hỏi này, thì nó có mua một cái bánh sinh nhật rồi mua cho tôi hai cái áo, thì đó là một cái ấn tượng mà gọi là bất ngờ hai vợ chồng nó dành cho tôi, thì cái đó là ba cũng cảm ơn hai con. Đó giờ là chưa có ai làm sinh nhật cho tôi hết, chưa có làm luôn. Lần đầu tiên là con dâu nó tổ chức đó hả? Đúng rồi. Tổ chức được mới lần đó thôi hả? Thì nó mới về làm dâu đó rồi nó mới tổ chức, chứ còn trước đây nó có phải con dâu rồi nó tổ chức. Mình không? Mình rất là thương con dâu. Ý là chú hỏi là 2 năm thì phải là 2 cái sinh nhật. Đúng rồi. Chắc có lẽ là chưa tới sinh nhật, gần tới rồi đó. Đúng không? Rồi. Cũng không nhớ sinh nhật ba. Trước cái khúc mà ba kể đó là hôm đó đi về thấy ba uống lon bia mà có một mình thôi. Thì cũng đâu biết sinh nhật đâu, nhớ sinh nhật ba đâu. Thế là ba cho xem chứng minh nhân dân, kiểu như là nhắc khéo hay sao. Cái vô tình mình thấy. Thế là ba đi ngủ, mình thấy là sao trời, tội nghiệp ba quá, không ai làm gì cho ba, không ai nhớ hết. Thế là bác chồng hay chở đi mua bánh sinh nhật với quà cho ba. Nên định làm mấy lần?
Dạ chắc nhiều lần về sau. À nhiều lần luôn. Cái là của người rất tình cảm, bởi vì á những người tình cảm thì dễ rơi nước mắt lắm ha, giống như ba con nãy đó. Đây, hôm nay thì cảm ơn cha chồng nàng dâu đến tham gia chương trình, hy vọng là có nhiều cái người cha chồng dễ thương như thế này nữa, ở chứ mẹ chồng giống cha chồng cũng được ha, yêu thương con mình như con ruột như vậy. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thì con có muốn nói gì với cha con không? Con muốn thông qua chương trình này nói một điều mà mình luôn nghĩ nhưng lại không dám nói, đó là con rất là thương ba. Thương ba nghĩa là ba ruột mà. Rồi, ba cảm ơn con. Ba cũng muốn nói gì với con dâu không? Thì chỉ mong vợ chồng con sống hạnh phúc vậy thôi. Rồi cố gắng sanh cho ba đứa cháu nội rồi ba đó. Cái điều đó nói đi. Thì nó sẽ hứa rồi. Giờ hứa trước mặt chồng nó hứa là được rồi. Chồng nó thôi. Chồng nó hứa nó phải hứa nữa. Cha chồng này binh con dâu lắm chú. À, không được đâu. Bây giờ mình đụng tới dâu phải không? Cản không à? Cha chồng lên mà mẹ chồng cũng lên là hiểu rồi. Rồi, hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc mãi mãi luôn ha. Như thế này. Và một lần nữa thì cảm ơn người đàn ông rất là tuyệt vời. Một người đàn ông đại diện cho cũng rất là nhiều người đàn ông đã làm cha chồng. Và xin gửi cho gia đình một cái kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin mời. Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mẹ Chồng Nàng Dâu thứ hai. Dạ, chào cô. Chào em. Chào cô ngồi. Chào chị. Dạ, xin mời chị. Chào con. Rồi đi cô. Cô có thể giới thiệu tên tuổi mình cho mọi người cùng biết không? Thằng kính chào quý khách, khán giả đến xem đài chương trình của Mẹ Chồng Và Nàng Dâu. Coi như là tôi là tên là Nguyễn Thị Cúc, hôm nay 60 tuổi, là mẹ ở phường 1 với quận 11. Đến đây là coi như là chương trình với lại dâu tôi là Thủy đây. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng với Lê Lộc. Em tên là Phạm Thị Thu Thủy, hiện tại là em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là trưởng phòng kinh doanh tiệc cưới ở quận 7. Em làm dâu của mẹ được 6 năm rồi. Ồ, 6 năm. Mình có em bé chưa chị hả? Dạ, chị có một bé rồi, một bé trai, dạ. 5 tuổi. Chứ ta 6 năm hồi xưa, 6 năm là 6 đứa rồi đó. Cô, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận như thế nào? Coi như là lần đầu tiên là hôm đó là nhằm dịp Tết. Cái nó mùng 3 Tết gì đó, nó dẫn về giới thiệu nó mẹ này bạn gái con đó. Thành ra hả, thấy cô nàng cũng xinh xinh với lại cũng dòm thấy cũng hiền hiền. Thành ra cũng để ý, cũng nhìn coi cái thái độ này sao thì thấy cũng hiền hiền, người ta cũng nói hơi được. Mẹ chấm nhỏ này á, không biết tụi con làm sao, quen lâu chưa thì cũng hỏi thăm vậy đó. Rồi nói tụi con là bạn học với nhau, hồi đó là coi như là học cấp 2. Xong rồi vắng đi thời gian, rồi sau này hai người gặp lại sao rồi quen, rồi mấy năm sau rồi đó, rồi nó quen rồi nó mới dẫn về đó, chứ đâu phải nó mới quen nó mới dẫn đâu. Nó cưới về nó còn hiền hiền không? Cũng hiền lắm, không hiền lắm á, hiền từ đó luôn hả? À vậy tốt rồi. Cái ấn tượng của chị đối với mẹ chồng của chị là như thế nào? Lúc đó là quen ảnh á, thì ảnh cũng hù dọa nhiều lắm, nói là ba mẹ anh khó lắm nha. Em mà về á là em phải thùy mị đoan trang, mà tính chị á thì thùy mị ít lắm, hầu như là cũng nam tính, cũng mạnh mẽ đó. Đó thì ảnh nói cũng sợ mà. Yeah. Trước đó thì mẹ chị á có nói về vấn đề mà mẹ chồng nàng dâu á, sau này á thì nghe cũng hù nhiều lắm, cũng sợ lắm, trong đầu mình rất là sợ về hình ảnh về người mẹ chồng đó. Thì khi mà về á thì khoảng mùng 3 Tết ảnh có dẫn về nhà thì gặp ba mẹ thì cũng sợ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó giảm bớt đi. Vì nhìn mẹ, gương mặt mẹ rất là phúc hậu, với ba cũng vậy luôn, trên tâm lý nó cũng đỡ. Nhưng mà mẹ thì có nói với như vậy,
hai đứa quen nhưng mà cũng ít nhất cũng 1-2 năm mới được cưới đó. Thì mà ông xã hiện tại thì cứ nói là bây giờ anh dẫn về là cưới luôn, được là cưới luôn đó. Thì cũng suy nghĩ là anh cũng hứa lèo mình đó. Thì sau này hỏi thì mới biết là mẹ cũng muốn là cho hai đứa là có mối quan hệ nó sâu đậm một chút, thì sau này mình cưới nhau á, về á mình sẽ ít có sự bỡ ngỡ hơn, sẽ hòa hợp nhau nhanh hơn so với những người mà quen ít. Tức là sau sự cố đó mình cảm giác mình bị lừa đó hả? Dạ. Phải không? Dạ. Bị chồng lừa phải không chị? Dạ, đúng rồi. Không biết là mẹ chồng mình có bao giờ lừa mình chưa? Chưa, mẹ chồng thì chưa. Dạ hả? Không có đâu. Mẹ chồng chắc thử lòng đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà cô cảm giác rằng mình hợp với con dâu những cái tính cách nào? Thì thấy nó cũng lo làm ăn, dạ. Về rồi cũng có công ăn chuyện làm, cũng lo làm ăn, rồi thấy hai vợ chồng cũng hạnh phúc, mình cũng mừng, với lại thấy nó cũng hiền hiền đó, không có hợp tính gì của cô. Hợp cái tính coi như là tính tình thì cũng hợp, không có hợp vậy gì nè, ăn uống có hợp ăn không? Ăn uống thì cũng hợp, mà hồi lúc mà mới về thì coi như là cũng nói như dặn là bây giờ là tại vì tôi cũng có một con dâu trước nữa, thành ra mới vừa cưới có năm mấy thôi, thành ra dâu này là năm mấy sau là cưới đó, là thêm hai dâu ở chung, thành ra cũng có dặn là như là chị em bạn dâu thì coi như là phải hòa đồng với nhau, công việc này kia, thí dụ mà bằng ăn làm việc nhà đình gia đình thì chị em phân công nhau làm, chứ đừng có như là gây gỗ hay là gì là ba mẹ không có thích đó. Vậy em út ở nhà cũng vậy, cũng căn dặn vậy đó, rồi tụi con làm gì thì cũng nói cho ba mẹ biết, sau này thì cũng như là hay là xích mích gì trong nhà thì cũng phải nói ra, chứ đừng có để ghìm thì cái dục này phan cái kia là mẹ không có thích đó. Cũng có dặn con vậy chứ con cái nó mằng ăn, nó lo mằng ăn, mình cũng phụ giúp nó cái nào thì được cái nấy. Tại vì công việc của Thủy thì coi như là không phải là sáng đi chiều về, tại đôi lúc nó làm tới 11, 12 giờ đêm nó mới về đó. Về sáng đôi khi bữa nào mà làm tăng ca hai ca thì cũng như là sáng thì làm 8 giờ, đôi lúc mà 8 giờ thì tới về 5-6 giờ chiều, còn bữa nào làm 2 ca chiều thì 1 giờ trưa nó đi tới 11, 12 giờ đêm nó mới về. Sau mấy ngày mà cưới chị thì mẹ con mình có câu chuyện gì mà vui không, hay là những cái kỷ niệm gì không? Dạ thì lúc mà mới về á thì cũng được mẹ ruột á dặn rất là kỹ. Thì mới là ngày đầu tiên á là sáng là 5 giờ dậy, tại vì gia đình cũng dậy sớm, ba với mẹ cũng nghĩ là dậy sớm 6 giờ dậy rồi, thì 5 giờ dậy để mình lo cái buổi sáng trước. Dạ. Thì lo được 3 ngày thì mẹ có nói là thôi con ơi con đi làm thì thôi ăn sáng để tự túc đi, chứ ba mẹ cũng không có câu nệ cái vấn đề mà con phải lo thức dậy sớm quá để mà chuẩn bị cái buổi sáng đó. Tại em đi làm thì thì cũng sáng là 8 giờ đi rồi, cho nên mẹ sợ cái sức khỏe nó không được tốt, thì mẹ cứ nói thôi để ba mẹ tự túc cho. Cái đó là xưa giờ mẹ cũng là nội trợ trong nhà để mẹ lo vấn đề đó, tự nhiên cảm thấy nó nhẹ nhàng gì đâu, hơi là có 3 ngày nếu mà suốt nữa chắc phải nói, mà làm nói dâu lại trong gia đình mà có hai chị bạn dâu ở chung á thì nó cũng hơi nhạy cảm đúng không? Có những lúc nào mà mẹ khó xử giữa hai chị em dâu không? Cái nàng dâu trước thì cũng hiền như nói vậy đó, coi như là cũng biết nhờ, hai chị em nó phân nhau làm việc làm mình cũng ấy nữa. Rồi tới hồi bắt đầu nó sanh con đẻ cái rồi toàn mình giữ không giữ cho nó đi làm, chứ giờ mướn người ta tiền đâu mà tụi đấy để cho anh làm, nó có tiền nó mua sữa cho con nó uống, nó không báo mình thôi nó vậy đó, cũng như là tâm lý mình vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà vì hai chị em bạn dâu mà làm phiền với mẹ chưa? Dạ có, này làm nghĩ nhiều lắm luôn á, vì hai chị em á thì cũng đi làm, chỉ làm hành chánh, em thì làm theo ca, thì cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên chồng rất là nhiều, đặc biệt là mẹ chồng chăm lo nội trợ nè, với lại con cháu trong nhà, nên em cảm thấy cũng có lỗi nhiều. Có lỗi nhiều lắm. Dạ. Chị ơi em nói nghe nè, cái vấn đề mà sau cưới á, cái chuyện tiền phong thư á, mình em thấy cái vấn đề đó thường á là các cặp vợ chồng hay đưa cho mẹ,
không biết vợ chồng mình sao ta. Thì cái vấn đề này ba mẹ chồng á sợ ra nhìn khó thiệt, nhưng mà rất là thương con cái. Hầu như cái tiền đó là ba mẹ tặng lại cho hai vợ chồng để coi như là cái một của hồi môn, để sau này có mua nhà mua cửa gì đó để cho hai đứa tự lo, cho nên ba mẹ cũng không có đụng gì đến tiền đó hết. Cũng rất là còn nói chung vậy thì đi chợ đi búa tiền bạc ai lo nhỉ? Dạ thì mẹ em á là nội trợ chính, mẹ lo hết toàn bộ công việc nhà luôn, bếp núc, mẹ còn buôn bán nữa. Chung là mẹ rất là gọi là nữ tướng vậy đó. Dạ còn hai đứa dâu ở dưới em á thì chỉ hỗ trợ, ba mẹ thì cũng không có đòi hỏi là phải bao nhiêu hết, tùy tụi con như thế nào thôi. Thì tụi em cũng hỗ trợ một phần cũng nhỏ. Là cũng... mỗi tháng mình đưa hay sao chị? Dạ đúng rồi, mỗi tháng. Ví dụ tiền điện, tiền nước thì kia phải phụ dạ. ba mẹ chứ dạ. Con cái nữa dạ. Có khi nào quên đưa không? Đây đây, có cái một lần á. Có thấy chưa? Đủ này tôi biết mà, hay quên lắm. Dạ. Dạ rồi, thì một trong hai mẹ con thì ai là người gợi ý là sẽ tham gia chương trình? Con dâu, con dâu nó điện về nó mẹ mẹ làm chương trình mẹ chồng nàng dâu không? Cái mẹ nói thôi mẹ không làm, cái mà biết con dâu nó thích cái chương trình chợ dầu chợ chồng son á, mà con trai nó không chịu đi, thôi gì con đi cho con nó vui. Chị ơi thì lúc đó là chị thuyết phục mẹ như thế nào để mẹ tham gia không? Thì hỏi mẹ thôi rồi mẹ tham gia không, cái xong rồi mẹ cũng trả lời, mẹ kêu là đi thì đi à, rồi mẹ đi xong rồi mẹ đi với mình á, rồi mình đi rồi mình đăng ký. Thì ở nhà trước đó mình đã coi tập nào của chồng mình không chưa? Coi nhiều lắm, coi có nhiều lần coi có bên lại. Của gì vậy con, cái Lộc á, coi của tập hồi Lê Lộc mà chiếu, với lại mấy lần mình coi trên YouTube, với lại top này kia thấy cũng có share xong rồi cũng xem. Con dâu là nó đang thích cái vợ chồng son lắm luôn, nó mơ ước luôn á, mà giống như là chồng của nó không có chịu, ngại lắm, nên thấy con dâu nó cũng mơ ước á, thôi kệ nó đi cho con dâu nó vui. Nói chung á là thích nhất là giống như là mẹ chồng nàng dâu gần gũi nhau á, có cái gì cứ nói ra nó cũng thiệt ra hiện tại thì hai mẹ con giống như là hai người bạn vậy, có gì cũng nói với mẹ, có gì cũng tâm sự cho mẹ á, rồi để có gì mẹ chỉ bảo mẹ dạy. Với lại mẹ cũng không bao giờ la hết á, mẹ chỉ bảo mẹ, mẹ hướng dẫn cho cách nào mình nên làm như thế nào thôi. Nói chung là con dâu này là mình biết trước từ đầu luôn, tại vì mẹ của bé Nhi này là giống như là khách hàng đại lý của bên đây, tại bên đây là công ty xuất mẫu mỹ phẩm. Thì con bé này là hồi xưa là thấy dễ thương, có xin bố mẹ của bé Nhi là làm người mẫu hình, làm hình trong hũ kem á, nên rất là thích bé này. Nói chung là rất là thích con bé Nhi này, là giống như gia đình cũng khá giả, mà bé không có đua đòi, như bé tiết kiệm đó, giống rất là thích, với lại thích cái tánh tình của nó giống như hiền á, dễ thương. Nói chung là rất là thích luôn, với lại ở đây không có con gái, mê lắm luôn. Nói chung là yêu con gái, yêu con này hơn yêu con trai luôn đó, thích lắm. Có, bên đây toàn là bên con dâu không à, con trai, tại vì hai chồng này á là nó nói chuyện không có ngọt, hai chồng này nè nói chuyện cọc lóc à, cứ nói nghe hai đứa nói là cứ kêu ra, nói hai con nói gì mà không có ngọt, đứa nào cũng nói sẵn lè à, cô với chú à nói chuyện rất là ngọt, rồi hai đứa này cứ nói là con cứ theo bố mẹ cứ nói chuyện, cái hai đứa nói là mẹ không ưng à. Nói chung là bây giờ chồng nói cũng với chồng với con bé Nhi cũng sửa lại giúp rất là nhiều hai đứa. Cái điều đặc biệt nhất của mẹ chồng chị là gì? Cái điểm nổi bật đặc biệt nhất của mẹ
Hiện tại thì mình cứ thấy mẹ là vừa cái gì mẹ cũng biết làm hết, cái gì mẹ cũng giỏi hết, công việc mẹ cũng giỏi, trong phụ giúp trong gia đình, nội trợ rồi chăm sóc chồng con, cái gì mẹ cũng biết hết á, cho nên là mình học hỏi được mẹ rất là nhiều. Mẹ truyền thụ kinh nghiệm rồi mẹ chỉ dạy cho đủ thứ, nói chung là cái gì mẹ cũng chỉ hết. Với là hai mẹ con nói chuyện với nhau giống như là hai mẹ con ruột, chứ không có một cái ngăn cách gì gọi là mẹ chồng với nàng dâu hết á. Hai mẹ con cái gì cũng nói được á, nó nói chuyện, nói chung là mình giống như kiểu giống như là mẹ ruột mình á, mình cái gì mình cũng nói được, tâm sự hay là cái gì mình hỏi cái gì nói đó, hay là mình chê hay là mình kêu chồng con hôm nay dậy dậy cái rồi bắt đầu mẹ chỉ cho, chứ nói chung là nói chuyện giống như hai người bạn vậy á, chứ mình không có cái ngăn cách hay là rào cản gì hết á. Nói chung là con dâu rất là cưng, về thích cái gì là làm, có khi múc và ăn cho múc đem lại cho con nó ăn luôn á. Nói chung là không có làm dâu gì hết trơn á, nói chung là cưng yêu dữ lắm luôn. Từ ngày dịch tới giờ là con dâu rất là giỏi, nấu ăn rất là ngon, rất là vừa ý. Từ ngày dịch mà cô không có đi công tác, cô ở nhà cô bắt đầu cô nấu ăn. Có bao nhiêu giống như ở nhà làm cái nhóm á, cô nấu gì cái cô gửi qua nhóm cho con nó coi rồi đó. Rồi cô học cái gì mà cô thấy hay cô chia sẻ cho con dâu. Đó, từ ngày con dâu đó, nấu ăn rất là ngon, rất là thích. Thì giữ con nuôi cháu cũng rất là yêu. Nói chung là rất là quý thương con. Mà có một cái là cô giống như là cô muốn là con nó bắt đầu hết dịch, bắt đầu con nó bắt tay vô để nó kinh doanh buôn bán cho cô, rồi tập lên live stream đồ cho cô để mỹ phẩm đồ đó. Tại cô lớn tuổi rồi, thứ ngày nó cứ mắc mẹ làm không à, cứ mắc mẹ lên nói rồi, mà nó thì trẻ, con gái thì trẻ đẹp mà không chịu. Có chứ, cô là bên con dâu nhất luôn á. Là cô nói chung cái chuyện gì mà thí dụ mà nó có làm gì buồn, nói chung là chưa có làm gì cô buồn hết trơn á. Có một cái, có một lần thì cô có hơi buồn là giống như là hai vợ chồng nó giận lộn á. Tánh cô nha, thí dụ mà hai chồng mà có gây lộn hay gì á, tránh xa cô ra, không đừng có gây lộn trước là cô rất là buồn. Hai chồng có gì thì ở nhà mà đừng có gây lộn lớn tiếng trước mặt cô là cô không thích. Chứ là kỵ nhất là đánh cháu, thí dụ mà lúc cháu ăn hái gì là cháu mà nó khóc gì thì cứ đem đi đâu đánh, chứ đừng đánh chứ mà cô không thích, cô buồn á. Con nó nghe nè, hồi nãy rồi xin chào hai mẹ con, thì không biết cảm giác của gia đình mình thế nào khi được ngoài tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ? Mẹ nói trước đi. Tôi được bên chương trình mời tham dự vào cái buổi Mẹ Chồng Nàng Dâu, tôi rất là vui và rất là hồi hộp ạ. Mẹ em thì đang hồi hộp lắm. Còn em thì thực sự là khi mà được chương trình mời ấy, ban đầu em cũng hơi lo ngại. Tại vì vấn đề là mẹ cũng từ ở ngoài Hà Nội bay vào, sức khỏe mẹ cũng không được tốt ấy, nên là ban đầu em cũng không dám nhận lời mời. Nhưng mà sau đấy thì cũng muốn là hai mẹ con đưa mẹ lên sóng, rồi hai mẹ con có thể chia sẻ nhau những cái tâm sự mà hai mẹ con không đối mặt nói chuyện nhau được ấy. Nên là thật sự là tham gia chương trình này thì cảm thấy cũng em cũng thấy rất là vui, tại vì mình được bộc bạch được và mình cũng hiểu được những cái việc mà mẹ nghĩ sao về mình. Rồi, hồi nãy là cô chia sẻ là cô đang rất là hồi hộp đúng không cô? Đúng. Vậy thì sau khi ghi hình cô được tâm sự với Nguyễn Linh cũng như là Hồ Bích Trâm thì bây giờ cảm xúc của cô như thế nào? Bây giờ này cô thấy tốt hơn rồi. Dạ, rồi thì bình thường ở nhà hai mẹ con mình có thân với nhau không? Cũng hai mẹ con cũng thân với nhau và cũng hay nói chuyện với nhau và cũng chia sẻ với công việc trong gia đình. Rồi bây giờ hỏi con nhau nha, thì ví dụ như bình thường mình đi chơi đi, mình có hay dụ mẹ đi chung không? Thật sự thì tụi em mỗi lần mà muốn đi chơi hay là muốn tổ chức dẫn mẹ đi biển hay là dẫn mẹ đi Đà Lạt chơi, kiểu hầu như là tụi em muốn những cuộc đi chơi tụi em rất là muốn rủ mẹ theo. Nhưng mà mẹ thì sức khỏe mẹ yếu ấy, nên là việc mẹ di chuyển đi xe hay đi máy bay này kia khó khăn ấy,
nên nhiều lúc là thực sự mẹ ít hiếm khi mà đi chơi với lại vợ chồng lắm. Nên mà như vừa rồi mẹ chương trình hỏi là hai mẹ con có tấm hình nào chụp chung không, thực sự là mình nhìn đi nhìn lại hai mẹ con chỉ có chụp mỗi trong cái dịp đám cưới của em là có chụp thôi, tại vì cơ bản là mẹ đâu đi chơi chung với hai vợ chồng đâu. Nên là thật sự khi mà mẹ vào trong Nam rồi thì mong muốn là sẽ được dẫn mẹ đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi để mẹ thứ nhất là cho mẹ đi cho biết, thứ hai là muốn là hai mẹ con đi chơi gần gũi nhau hơn, rồi có thể cùng nhau chụp hình các kiểu selfie up Facebook, up lên mạng để cho gần gũi hơn ý. Cái thực sự đúng là chia sẻ nhau, nhưng mà ở gia đình, ở nhà có chia sẻ, nhưng mà trong những cuộc đi chơi thì lại không, chưa có cuộc đi chơi nào chung với mẹ hết. Nên là cũng mong muốn là mẹ vào trong đây rồi sẽ sức khỏe mẹ đỡ hơn, thì tụi con có thể đưa mẹ đi chơi, mẹ có thể đi chơi chung với tụi con nhiều hơn. Rồi, hãy dùng 5 từ để diễn tả về người ta. 5 từ á? Tính từ đúng không anh? Đúng rồi. 5 từ để diễn tả với mẹ. Mẹ tinh xinh mà, nên là mẹ xinh. Mẹ xinh nè, hiền. Xinh, hiền. Rồi cái gì nữa nhờ? Mẹ vừa xinh vừa hiền. Hơi sống. Tính cách thì cũng thoải mái mà. Mẹ cũng thoải mái. Nói chung mẹ em được cái là xinh, hiền, thoải mái, cũng vui vẻ, rồi phúc hậu với hiền nó như nhau đúng không ạ? À? Thật sự mà để dùng 5 từ thì em cũng biết dùng từ gì về để 5 từ, nhưng mà cơ bản hiện tại thì mẹ em cảm nhận được mẹ là một người mẹ chồng rất là cũng tình cảm, thấu hiểu và cũng rất là thương con dâu. Còn cô, nếu mà dùng những điều đẹp, những điều tốt để nói về con dâu của mình thì cô sẽ dùng những từ gì? Cô thấy con dâu cô thì rất là dễ thương và cũng rất là ngoan và cũng rất là chịu khó việc nhà, cũng biết là chăm sóc gia đình, và tính cách thì cũng vui vẻ, cũng tốt, cũng không có điều gì mà để cô phải buồn hết đấy. Rồi, đây là một câu hỏi vui. Nếu xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng thì cô sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn? Cô không biết đúng sai, nhưng mà cô chắc chắn cô sẽ nghiêng về con dâu cô rồi. Bởi vì cô thương con dâu cô hơn đấy. Vì khi mà con dâu cô về để làm dâu cô là từ đầu là cô đã xác định là cô rất thương bé My. Vì là con cô là cô coi như là con gái ấy. Như là con gái ruột luôn. Đúng đấy. Đúng. Nếu sai là con trai mình thì cô phải mắng đầu tiên đã. Vậy cô có cái lời nào muốn gửi đến con trai của mình không? Có chứ. Cô và cô thì cô muốn là con trai cô lúc nào cũng phải vui tươi, chịu khó làm ăn, chăm sóc gia đình, thương vợ thương con. Sau này có con, bây giờ thì cháu nó chưa có con, nhưng mà đấy là cái nguyện vọng cô muốn như vậy. Rồi, cảm ơn mẹ con đã chia sẻ, chúc cho gia đình chúng ta sớm có tình hình vui, chúc cô sớm có cháu bé nha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Chào.